Sáng ngày 7 tháng 11, Ban công tác Mặt trận ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu địa phương tiếp tục khắc phục những tồn tại, khó khăn mà người dân đã có ý kiến. Trong đó, quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến những người dân lưu trú trên địa bàn để lao động, học tập, sớm lên kế hoạch giải quyết thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đồng thời quan tâm hơn nữa công tác phòng cháy, chữa cháy, cung cấp nước sạch cho người dân. Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương dành thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân nhiều hơn nữa, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát bằng nhiều cách để lắng nghe ý kiến của người dân. Đồng chí chia sẻ, bên cạnh việc lắng nghe ý kiến giải quyết vấn đề dân sinh xã hội thiết thân của người dân, thành phố còn lắng nghe ý kiến của bà con góp ý cho cán bộ trong hệ thống chính trị. Do đó, đồng chí mong muốn người dân thực hiện quyền làm chủ của mình đầy đủ, trách nhiệm hơn, góp phần xây dựng địa phương, thành phố tốt hơn. Với công tác mặt trận của cấp xã, ấp, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trước hết là vận động người dân chung tay tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Việc thực hiện tốt các phong trào này cũng góp phần xây dựng địa phương và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tốt hơn.